Dạ, tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn kết nối trực tiếp từ dây trong trường hợp mà máy bị hết pin mà mình muốn sử dụng trực tiếp vừa sạc vừa dùng. Anh chị sẽ chuẩn bị giúp em cái dây đi theo máy USB này, tiếp B, tiếp AB, cắm vào đây, cắm trực tiếp vào chân đế, chân máy, dưới đít máy. Tiếp theo đầu này mình sẽ cắm trực tiếp vào PC máy tính của nhà mình. Ở đây thì đèn sẽ hiện xanh là chế độ đang sạc, nhưng mà để chữa cháy vừa dùng vừa sạc á, thì anh chị sẽ phải cầm cái tờ giấy này lên. Tờ giấy này rất là quan trọng, nên là khi mà mua hàng anh chị nên bảo quản cái tờ giấy này. Bây giờ em sẽ quét vào key power on off. Trên và dưới. Sau đó em sẽ quét bằng dây nha. Tại USB đang để đây. Quét trực tiếp bằng dây. Dữ liệu được truyền qua dây, dây sạc. Vừa sạc vừa dùng. Dạ rồi. Vậy là xong. Anh chị có cần thắc mắc hay hỗ trợ gì thêm thì liên hệ qua shopline.vn. Cảm ơn anh chị ạ.